Nhìn kỹ, ánh mắt của vị cảnh sát đang nhìn cái gì? Cô gái ngẩng đầu lên, lấy chiếc kẹo mút trọng miệng cảnh sát rồi cho lên miệng mình, say sưa liếm vị ngọt của kẹo. Thật kinh tởm, vị cảnh sát sắp gặp chuyện lớn nhưng lại không hề biết. Tên này lấy ra tờ 100 đô, nhẹ nhàng xé làm đôi. Thời đại này 100 đô có thể đổi lấy 700.000 guarani. Cậu bé thấy tiền sáng mắt, nhận lấy một nửa tờ tiền, làm theo chỉ thị của hắn đến phía bắc thành phố lấy 7 cái hộp. Trên đường về, cậu cảm thấy 700.000 này kiếm quá dễ. Nửa đường gặp được cô gái tay cầm đồ ăn. Cùng lúc đó, hắn bị cấp trên trách mắng. Công việc 2 tỷ giờ lại nằm trong tay một thằng nhóc. Câu trả lời của hắn khiến cấp trên phát điên. Victor đem 7 cái hộp đến chỗ chị khoe khoang và xé cho chị một nửa rồi tiếp tục lên đường. Lee đang đẩy xe đi, đột nhiên một kẻ lạ mặt xuất hiện, lấy mất một hộp. Victor vội vã đuổi theo. Thể lực của tên trộm và Victor đều rất khỏe mạnh. Chạy qua 6 con đường, 9 cái nhà kho cuối cùng vẫn mất dấu tên trộm. Victor quay về thì thấy Lee đã báo cảnh sát. Cảnh sát muốn mở hộp để khám xét. Anh chàng phục vụ nhà hàng đã thấy hết. Đúng lúc những cái hộp sắp bị mở, Victor đến bên một sĩ quan nói rằng hàng của ông chủ nhà hàng. Còn đồng ý giới thiệu cô gái cho ông ta làm quen. Tiểu đội trưởng ra lệnh cho cảnh sát rời đi. Ông chủ tìm tên cấp trên biết được sự việc tức giận không nói lên lời. Để tiết kiệm tiền, những tên ngốc này đã tiêu 100 đô để vận chuyển 250.000 đô. Anh chàng phục vụ nghe thấy liền lén lút rời đi. Victor ham tiền mở một chiếc hộp ra bên trong lại là xác một cô gái. Cậu ta sợ hãi loạn choạng ngã xuống đất. Rồi cậu ta đứng dậy chạy đi thật nhanh. Khi chạy qua siêu thị, cậu ta dừng lại trước một gian trưng bày. Cậu nhìn chiếc điện thoại rồi nhìn mảnh tiền bị xé và quyết định liều một phen. Chỉ là 6 mảnh thân người thôi mà, chỉ cần đưa đến nơi là có thể kiếm được 100 đô. Dại gì mà không làm. Nhưng cậu vừa bị dọa hết hồn nên đã chạy quá xa. Lúc quay lại thì nơi đó đã xảy ra hỏa hoạn, cứu hỏa không cho cậu lại gần. Cậu bèn nghĩ ra cách bỏ đá vào hộp và tiếp tục nhiệm vụ. Cùng lúc đó, phục vụ nhà hàng biết chuyện, hắn tập hợp một nhóm kẻ xấu đang cần tiền. Bọn chúng sẽ chia nhau mỗi người 300.000. Trên đường đi, Victor lại gặp Lee, cậu buộc phải để cô đi theo. Hai người đến địa điểm giao hàng. Lúc tên đầu bếp chuẩn bị giao tiền, một tiếng súng vang lên, tên bên cạnh ngã gục. Thì ra là những kẻ xấu kia. Mấy người bỏ chạy, kẻ xấu mở nắp hộp nhưng chỉ thấy có đá. Cảnh sát nghe tiếng súng chạy đến nơi. Bọn xấu liền bỏ chạy hết, còn Victor và Lee đã lẩn trốn chờ mọi chuyện qua đi. Đầu bếp và đồng bọn bị bắt. Họ khai hết sự thật và cả chuyện chia nửa tờ 100 đô. Thật ra, những chiếc hộp thật đã bị Lee giấu đi. Victor thấy vậy vô cùng an tâm. 100 đô vẫn có thể kiếm được rồi. Lúc này, chị của Victor đến đồn cảnh sát báo cáo về em trai. Ban đầu cảnh sát không tin nhưng khi cô lấy ra mảnh tờ 100 đô, họ mới tin cô. Hai người tiếp tục đẩy xe đi thì bị kẻ xấu phát hiện. Cậu hỏi rằng chúng nên chia tiền như thế nào, và họ mâu thuẫn với nhau. Cậu đẩy hắn ngã làm cho những chiếc thùng suýt rơi trúng cậu. Những kẻ khác chạy đến, tên đầu sỏ loạng quạng bước ra. Victor đẩy xe chạy trốn thật nhanh, đem cái xác kia trốn vào một bãi để xe. Ông chú bảo vệ không hề phát hiện ra. Nhóm kẻ xấu đuổi đến nơi, bảo vệ chặn lại, bị bọn chúng bao vây. Ông định rút súng ra thì bị cô gái giật mất. Cô ta cầm dao đâm nhiều phát vào lưng ông. Victor vội vã tìm chỗ nấp, kẻ xấu ngày càng đến gần. Cậu nhanh trí leo lên xe tải, lúc tên đầu sỏ phát hiện ra xe đẩy thì đã trống trơn. Khi hắn nhìn thấy Victor trên xe tải thì chiếc xe nổ máy. Cả lũ đuổi theo phía sau bám vào đuôi xe nhưng bị cậu ta đạp xuống. Có kẻ rút súng ra bắn, tài xế càng phóng nhanh, bọn chúng bị bỏ lại phía sau. Tên đại ca quay lại lấy súng từ đàn em, tức giận bỏ đi. Lúc này ông chủ và tên đầu bếp đang đợi ở điểm giao hàng, có hai thanh niên cầm dao dí vào cổ họ. Ông chủ vội giấu số tiền đi rồi giao ra điện thoại. Bọn cướp nói chúng không có bằng lái nếu không sẽ mất cả xe. Đợi một lúc lâu, người cho thuê hậu trường xuất hiện. Hai người theo ông ta vào nhà, nghe được chuyện không may của họ. Ông ta giận dữ, trách mắng. Hóa ra hắn ta giết vợ rồi chặt xác ra làm nhiều mảnh. Chúng gây nên tình cảnh thảm hại. Hắn cười, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, tên đầu bếp đi ra. Hóa ra là Victor. Vì muốn kiếm 100 đô nên cậu đã cố gắng bảo vệ xác của cô gái đến giờ. Hắn nói không có thời gian nhưng Victor không chịu. Cậu nhất định phải đòi được số tiền. Hắn quay vào nhà, hai đại ca đều tức giận. Hắn giật lấy tiền, mở cửa ra thì thấy xe cảnh sát bên ngoài. Hắn đuổi theo Victor để đưa tiền thì tên phục vụ nhà hàng chặn họ. Hắn bắn vào ngực tên đầu bếp. Cảnh sát thấy hắn có súng vội vã gọi người. Hai ông chủ nghe thấy tiếng súng. Lũ kẻ xấu đuổi đến vây Victor. Cảnh sát bắn chỉ thiên dọa chúng liền bị bắn chết. Cảnh sát kéo đến nhưng nếu nhanh hơn một chút, cảnh sát kia sẽ không chết. Ông chủ ở trong nhà đưa tiền cho tên kia, đợi hắn lơ là lấy gậy sát hại. Tên phục vụ tóm lấy Victor, mở hộp ra, bên trong chỉ có xác người chết. Tiền mà hắn thèm khát không hề có trong đó. Chớp thời cơ, cảnh sát bắn chết hắn, Victor ngã xuống. Chỉ vì 100 đô mà đã gây nên vụ việc nguy hiểm như vậy. Mọi việc kết thúc. Câu chuyện cho ta thấy, trước khi muốn làm việc gì phải cân nhắc thật kỹ. Nếu không bạn sẽ không biết khi nào mình chết đâu. Giống như vị cảnh sát này quá vội vã mà chết. Hẹn gặp lại các bạn.